Ngày 15 tháng 12, bộ phim Hiến Ngư đã chính thức khai máy. Đúng như các tin đồn trước đó, nam nữ chính của dự án này là Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ. Xuất hiện tại buổi lễ khai máy, Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ gây tranh cãi với tạo hình trái ngược. Nếu như Trần Phi Vũ diện cả bộ đồ cổ trang xanh sẫm, được nhân viên hóa trang chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí, thì Vương Ảnh Lộ lại có phần xuề xòa khi diện quần jean, áo khoác đen, trang điểm đơn giản, buộc tóc đuôi gà. Có thể nói tạo hình của Vương Ảnh Lộ quá đỗi sơ sài, đối lập với sự chỉn chu của Trần Phi Vũ. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu về tạo hình hôm nay của nữ diễn viên, bởi trước đó khi có thông tin Vương Ảnh Lộ tham gia Hiến Ngư, cư dân mạng đã rất ủng hộ, bởi nữ diễn viên sinh năm 2000 đang là tiểu hoa đán 10X đầy triển vọng với nhan sắc ấn tượng, được so sánh với các đàn chị như Dương Mịch, Cổ Lực Na Chát. Một số cư dân mạng cho rằng, dù tạo hình của Trần Phi Vũ rất đẹp nhưng lại không phù hợp với cổ trang. Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ của Trần Phi Vũ đều gửi lời chúc Hiến Ngư khai máy thuận lợi và hy vọng dự án cổ trang đầu tiên này sẽ giúp nam diễn viên lấy lại tên tuổi của mình sau bê bối hồi đầu năm. Fan club của Trần Phi Vũ chơi lớn khi tiếp ứng tường hoa đắt nhất Hoành Điếm, bó hoa hồng xanh khổng lồ để chúc mừng Trần Phi Vũ trở lại phim trường Hoành Điếm sau 3 năm. Hiến Ngư được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Phù Hoa, đây là một trong tứ đại cổ ngôn trên Tấn Giang. Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ giữa một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dự án này đã sửa kịch bản thành đại nam chủ. Trong phim, Trần Phi Vũ vào vai sư tổ Tư Mã Tiêu, người bị giam giữ suốt 500 năm, nên nuôi lòng thù hận, cực kỳ tàn nhẫn, không nhận người thân. Mọi sự dịu dàng của Tư Mã Tiêu chỉ dành riêng cho nữ chính Lưu Đình Nhạn. Bạn nghĩ sao về tạo hình của Trần Phi Vũ trong Hiến Ngư? Hãy để lại bình luận nhé!